Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tua mỏ sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tua mỏ nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ cho các bạn. Xin chào anh em, đây là đối thủ của mình. Hôm nay mình sẽ đánh bại đối thủ ngu này. Các bạn ơi, mình đang đánh thử nha. Như là đối thủ của mình nghe đi. Đâu đấy tôi đi em mượn này. Tắt lâu rồi. Các bạn thấy mấy chỗ đẹp không á? Đến tự tin rồi.
Các bạn ơi, bây giờ mình đi tiếp tục nha. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn thấy mình tô màu đẹp thứ hai hãy cho mình xin một like, một lời đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tour màu nào. Mình sẽ tiếp tục đi tour màu cho các bạn nhé. Bạn ơi, bây giờ mình kết thúc nha. Như thế nào, hôm nay mình lại tiếp tục đi đánh bi ha. Thank you.
bạn ơi, đây mình sẽ đi anh Liên Quân. Xin chào bạn nào, nay mình sẽ lại đánh Liên Quân. Vậy là mình đã đi tô màu xong, các bạn thấy mình tô màu đẹp hay? Cho mình xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.